Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City và mình là Thanh NG đây. Thì nếu như em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì cái vừa rồi là cái hình ảnh của cái con rồng Heroic thì nó được đưa lên cái video rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy ở quả trứng này, dạng 1 này, dạng 2 này. Đó, và chúng ta quay trở lại với cuộc đua Island Raid nha. Chúng ta sẽ đang ở lap thứ 5 rồi. Và tối qua thì team của mình đã từ lap 4 này, lap 4 nốt 2 à, nốt 2, nốt 3 gì đó. Bây giờ chúng ta lên được lap 5, nốt 3, sắp hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn. Ok, thì người đứng thứ 2 thì họ đã lên được lap 4 rồi. Đuổi cũng khá là kinh đây. Thế nhưng mình thấy là đây, họ đang ở cái vị trí đó chính là nốt 1 đầu tiên. Vẫn cách hơn một lap, chúng ta vẫn giữ được một khoảng cách khá là an toàn so với cái team thứ 2. Được rồi, thì chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ thôi anh em. Chúng ta cần phải chiến thắng 58 trận Arena Battle này. Chúng ta sẽ cần phải lấy 12 member, thu thập khoảng 3.428 gold. Ok, M gold chứ đúng không? Chúng ta sẽ xem nào, thu hoạch 3M cơ, đắt thế đấy. Thì mình sẽ thu hoạch xem có đủ không nha. Hy vọng là sẽ đủ. Mình đang cố gắng thu hoạch hết chỗ này. Ở đây thì cái con rồng của chúng ta đã học xong skill rồi. Con Vulcan chiêu asteroid cộng lên được khoảng 176% đam, rất là khỏe luôn, toàn chiêu cộng cả. Chúng ta sẽ đi lấy vàng đã để xem có đủ không, sợ chắc không đủ mất. Chúng ta cần phải vào và hô hào mọi người và đánh đấu trường đi thôi. Chúng ta sẽ cố gắng lên được cái mức ở đây. Thì hôm qua nó cập nhật cho chúng ta một cái thông tin mới đây. Đây là phần thưởng của những cái lap, nếu mà chúng ta từ lap 3, 4, 8, 14, 18 sẽ được thưởng những cái hòm, trong đó sẽ có chứa những cái mảnh để nâng cấp lên cấp cuối cùng của những cái môi trường sống này. Lap 7, lap 10, lap 12 chúng ta sẽ được những cái orb của Heroic, à 3 lap này. Và lap 15 thì chúng ta sẽ được hẳn một con rồng, đó chính là con 2 star, rất là đẹp, mình rất thích con này luôn. 2 star với 2 snow là một cặp luôn đấy. Và phần thưởng gọi là ngon nhất là 20, lap 20, à, không đâu, đầu lap chứ, lap 20, 25, 30, 35 này thì chúng ta sẽ được nhân 20 cục op của con rồng VIP. Đẹp ta, sự rất là ngon luôn. Ok, không có gì nhiều, thì tất cả đấy là thông tin mới nhất thôi, nó vừa cập nhật cái đấy từ hôm qua xong. Được rồi, thì mình sẽ vào xem và chúng ta sẽ được bao nhiêu rồi đây. Mình xem đây nha, mới được có chưa được à, cái này mình được chưa ta? Không biết là được khoảng là 3.428 chưa? Chắc là được rồi. 3M thì mình có trong cái khả năng của mình. Mình sẽ đi đánh nhau ấy nhá. Xem là còn bao nhiêu người nữa chưa làm cái này. Thì chúng ta có 8 rồi. Còn 4 người nữa này. 4 người nữa để cần làm này. 4 người và những người đánh Arena nữa. Hello anh em. Anh em vào thu hoạch vàng đi nào. Còn 4 người nữa thôi. Và chúng ta sẽ còn đánh đấu trường. Còn 4 người nữa thôi. Ok, chúng ta sẽ cố gắng. Mình sẽ đặt được mục tiêu là lap 15 nhé, để lấy con 2 star với đánh Arena nữa. Để tí nó hồi rồi đánh tiếp. Ok, cố lên nào. Ok em, cố gắng lap 15 nhé mọi người. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mình sẽ vào trong đấu trường mà mình sẽ đánh trong đấy nha. Đây thì mình sẽ quay trở lại với cái đấu trường. Cái này hình như mình không được búp công nữa thì phải. 5 tiếng nữa thì chúng ta mới có thể khả năng là búp công được. Chúng ta sẽ vào trong đấu trường luôn, đánh luôn. Chưa gì gặp những con khỏe thế này, làm sao có thể chơi được đây.
mình sẽ bỏ con Dani đi, chắc chắn rồi. Mình sẽ lựa chọn con rồng của chúng ta là con phù thủy bóng đêm. Hiện tại thì chúng ta mới chỉ có 49.000 thức ăn thôi, ít thức ăn quá. Mình chắc để dành tiền để mua gói pack thức ăn thôi. Này ít tiền quá, ít thức ăn quá, không đủ để cho những con này lên cấp cơ. Dracon có hai con hát trong này, thật sự khó chịu đây. Trận đầu tiên mà gặp toàn những quái vật này, mình sẽ dùng một game để skip đi này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có thể là 35, 31 và 29. Ái chà, nó có một con hệ pua, một con high entity, khá là khó chịu đây. Không biết là rằng liệu ta có ăn được không đây. Đánh thôi, có một con pua thôi. Con pua này thì nó hơi yếu một chút này. High entity dragon. Hay mình thay đổi team nhở? Team này liệu mình có ăn được không ta? Để mình tính toán xem. Có thể là chúng ta sẽ mất một con đấy. Được rồi, chúng ta sẽ đánh luôn thôi. Chiến đấu nào. Thì trong này mình sẽ tắt cái này đi. Được rồi, thì chúng ta sẽ x2 lên nhá. Và chúng ta sẽ dụng cái con rồng Basil chúng ta. Với lượng đam thấp nhất. Ui, 46.000 máu kìa. Ghê vậy. Nó sẽ được bao nhiêu? Wow, cũng 17.000 máu luôn kìa. Không hề kém đâu. Khỏe nhé. Được rồi, bây giờ sẽ đổi rồng thôi. Chúng ta sẽ đổi sang con này. Chiến đấu luôn. Một bé đã chết này. Con này còn có 20.000 máu thôi. Con này sẽ đánh được tầm khoảng là, may quá, nó sẽ rơi vào tầm cấp là A cộng, tấp cấp A. Mình cấp A cộng rồi. Một chiêu 23k máu của nó sẽ là 21 thôi. Đánh được anh em ạ. Cũng may là nó chưa luyện đến max cấp. Rồi thì mình sẽ, con này chắc không thể giết mình được trong một phát nữa đâu. Hy vọng là vậy. Đã xong. Con này B trừ. Quá tốt rồi. Thật sự quá tốt luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng con sói chúng ta. Đánh nó thôi. Lên nào. 22.000 máu. 17k. Yếu vãi trưởng luôn. Thanh niên này thì sẽ chết thôi. Không thể nào mà có thể giết được mình. Yeah. Quá hay. Mình cứ lo lắng rằng là chúng ta sẽ không ăn được cái team này. Nhưng mà may quá, vì họ chưa luyện hết cái mức độ. Rất là yếu. Hiện tại đang cấp B trừ. Ở cái hòm chưa hồi à. Đen đuổi ra. Wow, chúng ta lên được cái pool 2 này. Và nhận thêm được 4 game. 540.000 thức ăn. 70.000 gold. Yeah, quá hay. Rồi rồi rồi. Thì mình sẽ để dành cho con rồng mình ăn. Con Resolution. Độ hiếm này. Độ hiếm là Heroic này. Đấy. Tất cả Heroic của mình này. Resolution sẽ được ăn lên. Ok. À, nó đang đi lấy... nó đi xây dựng, con rồng nó đi xây. Thanh niên đi xây dựng. Rồi, chúng ta hãy cho nó vào đây. Được. Bây giờ sẽ tìm theo rồng. Đồ hiếm là Heroic. Tất cả rồng chúng ta. Đây, Resolution. Cho nó ăn lên max. Max được sẽ bao nhiêu cấp? Chắc sẽ lên một cấp 25. Theo mình nghĩ là vậy. Không chắc. Đấy, biết ngay mà. Sẽ lên được cấp 24 thôi. Vẫn hơi yếu nhỉ. Để so sánh với con kia thì vẫn chưa thể ăn được. Chúng ta sẽ tiếp tục trồng thêm thức ăn này. Tiếp tục là đánh trong phần pua. Có con Boons, con Rogers. Không vấn đề gì. Thật ra team này nó khá là yếu. Có một con Rogers thì nó hơi khỏe một chút thôi. Được rồi thì nó sẽ đánh luôn thôi nhờ. Basil vẫn khỏe hơn con Resolution. Resolution phải cho nó cấp 30 đã thì mới khỏe được. X2 tốc độ lên. Và mình sẽ giết nó thôi. Poor Ducks, 2 hit sẽ chết thôi. Khá là trâu bò ta. Chết đi em. Này này, 17.000 không chết được kìa. Có khắc hệ không? Bóng tối, Terra, không có. Đây sẽ đổi sang con này. Và chúng ta sẽ dùng cái chiêu này luôn. Để trừ trường hợp là nó sẽ dùng con này, nó đánh mình đây. Có thể lắm. Đấm à? Khắc hệ à? Wow. Khắc hệ này. Mình không để ý cái nó không vào khắc hệ luôn kìa. Ai cha. Nó có hệ quái gì? À, nó chỉ khắc được con đấy thôi. Chéo được cái con phù thủy áo đen thôi. Còn mấy con này thì nó bình thường. Evalis. Khắc hệ đúng không? Thanh niên khắc hệ mình này. Khá là mạnh đấy. Có chiêu gì khắc hệ nữa không? À, chú hit cộng này. Đánh nhau đi.
hơi yếu ta. Anh tầm khoảng được 10k, mình sẽ giết nó luôn thôi. Khắc hệ đấy, hay, con này khá hay. Nhưng mà chỉ có tầm khoảng 38.000 máu thôi, cấp 30. Không ăn thua. So với Heroic thì không thể nào mà đánh được. Đã xong nha. Con này phải lên sao khủng cơ thì mới có thể đánh được. Hai trận rồi này, mình khoảng đánh 7 trận. Con Blue Islands, ai chà, nó có một con Celestial cấp 36, nó hơi ngại tí nhờ. Chúng ta sẽ đổi thôi, không đánh được. 36 khỏe quá, đây này. Một team rất là yếu. Team này hoàn toàn mình có thể đánh tốt thôi. X2 lên. Có mỗi con này thôi đúng không? Ui trời ơi, thanh niên này bị 4 đầu khắc hệ. Quá đen đủi. Cho chết luôn. Một chiêu 33.000 máu. Vì thế mình sẽ phải bỏ con phù thủy áo đen ra. Sau khi con Resolution đạt cấp 26 hoặc cấp 27, cho sẽ bỏ con này ra nha. Bây giờ sẽ đổi rồng thôi. Cứ đánh một cách bình tĩnh. Về hệ pua thì Resolution không hề yếu hơn so với phù thủy áo đen, mà khi còn mạnh hơn cơ. Nhưng phải cho nó lên cấp 30 trước đã. Đang thiếu thức ăn trầm trọng này. Mình biên tầm có khoảng là mấy mờ, tầm khoảng 6 mờ nữa mà mua được cái gói pack 150 gem ấy, thì mua được cái thức ăn 150 gem mà được 6 mờ 3 ấy, rất tốt. 140 gem chứ, 140 hay 150 gì đó, thì chúng ta có thể 6 mờ hoàn toàn được cho con Resolution lên cấp 30. 9.500 cho nó về vườn luôn đi. Chết luôn này em, 19k máu. Xong luôn nha. Và chúng ta sẽ được 17 cái cúp cộng 3 đồng tiền quái vật. Nhưng vấn đề là mình không còn điểm rồi. Hai con Heroic và một con Legendary. Không vấn đề gì. Bọn kia là cấp rất là thấp. Ở đây mình cấp C rồi. Không ăn thua. Với cái mức độ C thì mình không chấp luôn. Còn yếu hơn cả Vulcan của mình cơ. Vulcan mình vào đây nó đập cho chết mấy con này luôn này. Vulcan mình cấp 29 rồi. Và A cộng rồi. Học skill xịn rồi, đấy. Những con này bị gặp Vulcan là hoàn toàn nó có thể đánh được, tốt. Ơ, con này khắc hệ mà, quên mất rồi. Để cho sói vương đánh chứ. Quên. Sói nhau với sói, nó mới chỉ là cấp C thôi. Mình đã là A cộng từ lâu lắm rồi. Con này là con Heroic đầu tiên của mình từ lấy từ năm ngoái cơ. Khá lâu rồi đấy. 16k máu này. Cassia. Thôi miên. Không vấn đề gì. Lên nào, 18.000 bao nhiêu máu này. Được rồi, nó sẽ đánh thêm. Máu mới chỉ là cấp C rồi. 18.900. Tiếp tục là thôi miên đúng không? Chúng ta sẽ dùng con này đi. Và ra đòn quyết định. Chúng ta xong rồi, mình còn 2 trận nữa trong này nha. Càng lên cao càng khó, nhưng mình thấy là càng lên cao nó cũng không đến nỗi quá khó. Có con Wailing, có con Emperor các kiểu đây. Cái gì? Quá khứ để em nhận ra Việt Nam ta. Xến vãi trưởng. Thanh niên này đang yêu đương à? Thất tình à? Quá khứ để em nhận ra. Hài vãi. Đây, Resolution đây. Lượng máu, lượng đam thì nó cũng khá ổn. Tạm ổn so với một con như thế này. Đổi rồng nào. Chúng ta có thêm Resolution nữa vào team là rất là khỏe. Team bộ 3 Heroic, hệ pua khỏe nhất. Không phải khỏe nhất đâu, nhưng mà đối với mình là khỏe nhất hiện tại của mình. Đây là con một mắt, cấp C và cấp 15. Không ăn thua. Không ăn thua luôn. Legend, sự cách biệt với Legend là quá khác biệt. Không có cửa để ăn luôn đấy. Đã xong nha. Rồi chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Chúng ta sẽ là tiếp tục vẫn chưa hồi được cái này đúng không? 33, 40 này. Đánh là chúng ta sẽ cần phải hồi lại bọn này đấy. Đây rồi. Hay lắm, chúng ta đánh được tất cả là 6 trận. Và mình sẽ đợi tầm khoảng là
một tiếng là sẽ được 3 trận này, đợi 2 tiếng sẽ được 6 trận. Cho đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ nhá để vào. Cái quái gì nhỉ, nó búp máu à? Hình như nó búp máu cho nó chính nó đúng không? Còn là có một cái chiêu nó khá là dị hợm. Không cần thiết, thật sự chiêu không cần thiết một tí nào luôn. Này này, 1.000 cân 3 luôn. Đây phải vậy thôi. Thần đen à? Thần đen mình như mới có thần đen đúng không? 17k máu. Terra. Con này là con gì? Super Terra đúng không? Mình cũng có này rồi. 20.000 máu này. Đã chết. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong 6 trận ở trong cái phần này, nhiệm vụ là Alien Race. Đây rồi anh em. Những ai không làm thế. Ồ, không có làm cả nhiệm vụ team nữa cả. Chúng ta có cả nhiệm vụ team cả. Island Ray này, chúng ta sẽ kiểu là hát trinh đúng không? Rồi, cái này ta sẽ cần phải hát trinh đây. Ok, hát trinh khá là nhiều đây. Để có thể lấy được cái hòm. Giờ mới thấy có cái hòm. Rồi cho sẽ đi làm cái hòm luôn, tranh thủ đi làm cái hòm. Nó bắt mình phải hát trinh thôi, cũng không quá khó. Cho sẽ đi hát trinh trước. Đầu tiên thì mình sẽ hát trinh cái con Tesla, chiến binh và sấm sét này. Ok, đất đai bây giờ nó chật chội thế ta. Mua hẳn một khu đất mới mà còn không đủ cơ. Chiến binh à? Ở đây thì mình có một cái hệ gua đây. Chiến binh và sấm sét à? Có cần phải xây thêm cái môi trường chiến binh không ta? Chắc là phải xây thêm đấy, tại vì nó đang thiếu trầm trọng luôn. Được rồi thì mình sẽ bắt đầu là cho bớt một số con nó ra ngoài một chút. Ok, cho mấy cái này vào. Mấy con này thì thật ra thì nó vướng quá, mất nhiều diện tích quá. Di chuyển nào. Chỗ này thì sao xây được? Bây giờ là khó đây. Có cả đây break thứ còn chưa test được các anh em này. Chiến binh ở đây thì làm sao mà xây được ta? Chúng ta sẽ cho cái này vào trong cái di chuyển đã, từ từ. Chúng ta sẽ cho nó vào trong cái store đó. Super Terra. Con này là khá quan trọng nên mình không thể bỏ được. Chẳng còn chỗ nào mà xây luôn đấy. Chúng ta sẽ xây môi trường chiến binh đi. Chiến binh này, Dragon. Hoặc là nâng cấp cái môi trường chiến binh kia lên. Đây, nâng cấp cái này lên. Khoảng 10m nó sẽ nâng lên bây giờ đây, ngay bây giờ luôn. Chắc là ta cũng cần phải thay thêm môi trường chiến binh hoặc cái gì đó. Chiến binh, môi trường sống đúng không? Môi trường sống này. Đây là những môi trường mình đang thiếu, trầm trọng. 7m thì có thể xây được cơ. What the hợi. Làm sao mà có thể xây được đấy? Thiếu nhiều lắm. Ở đây thì mới có duy nhất một con thôi, có thể hát trinh ra thôi. Có chế con này, con Tesla Dragon sấm sét à? Đây, một trường sấm sét đây. Để xem có con gì không cần thì mình sẽ bỏ đi. Con Arcautis Dragon này thì như chúng ta con Epic à? Con này Epic thì không thể bỏ đi được rồi, chắc chắn như vậy. Một con Block Dragon R này, chúng ta sẽ bỏ này đi thôi. 5k thay thế vào những con rồng xịn hơn của chúng ta. Tesla là một con VR thôi, cũng chẳng phải xịn, nhưng mà nó sẽ là con mới của mình đấy, thấy không? Cái này thì mình sẽ test dần dần cho anh em xem. Còn kia nữa thì mình sẽ cho cái con này, mình hy vọng nó sẽ là cái con trong sự kiện nha. Đây rồi, yes, hay lắm. Đây chính là con rồng trong cái sự kiện lần trước, con Nice Dragon. Wow, con Epic đúng không? Chuẩn luôn này. May quá, cho em like 2 lần vẫn ra được con đấy. Quá ngon. Tuyệt vời đấy anh em. Được rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái team Ray. Ok, mình thắng được 6 trận, sẽ còn là 11 trận, 21 trận tất cả. 21 trận tất cả. Gold mình xong rồi này. Còn 21 trận tất cả.
Nhìn chung thì chúng ta vẫn không thể nào mà chủ quan đâu, cố gắng đua hết sức thôi, cố gắng lên lắp 15 cái nhờ. Được rồi, còn 21 cả trận arena thôi. Anh em vào chiến đi. Được rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp tục nha. Ở đây thì một có cái Island Starter Pack đúng không? Mình sẽ hiện tại thì có một số thứ cần phải làm. Đầu tiên là sẽ lấy viên game ở đây trước này. Đấy, từ hôm qua giờ chưa lấy cái viên game này luôn. Chưa hề lấy một chút nào cái viên game này. Được rồi, sẽ lấy thêm vàng. À, vàng thì cũng không cần nữa rồi. Ở đây thì có quả trứng đang up. Không có chỗ mà up cơ. Đất đai nó chật chội quá thể luôn. Có nên là bỏ bớt một số cái con của Primer đi không? Con này thật ra thì mình có thể like được này. Một con R và nó sẽ cho 104 vàng cho một phút. Có thể những con nào mình like rồi thì mình sẽ có thể bỏ đi được. Không cần thiết phải để trong này đâu. Để xem nào, con rồng cá này hay con rồng riếc gì này. Kim loại ta, kim loại thì Armadillo á. Armadillo có nên để lại không? C 117 vàng cho một phút. Còn lại 360 vàng cơ. Mình sẽ ưu tiên để những con xịn vào đây trước ấy. Đúng như vậy. R này, những con C khi mình sẽ bỏ bớt những con C đi. Ví dụ như con này chẳng hạn, Armadillo hai hệ và chúng ta đều có thể like được, sẽ bán đi thôi. Lúc nào cần thì sẽ like lại. Cần phải dọn dẹp lại cái khu vực này, cái Double Metal VR. Con này là R này, con Chisua con này không like được. Con kim loại thuần chất thì phải để nguyên lại một con. Con ninja là C này, hình như con này cũng không thể lấy được đúng không? Rồi, Gumi Dragon. Ở đây sẽ có một con Gumi này, cấp 1 thì bán luôn đi thôi. Con này dễ like lắm, mình có đầy trứng ở đấy luôn. Poki VR, Hunter Space R, con này không lấy được. Con này cũng không lấy được này. Rồi tạm thời chúng ta đang sắp xếp lại cái chuồng một tí để có thể là cho thêm rồng mới vào. Được rồi thì mình sẽ gửi thêm rồng đi thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu clear mấy cái này luôn. Lúc nào có tiền là xúc đất mới luôn. Bây giờ tiền, bây giờ game là phải để dành cho mua thức ăn này, xong rồi mở đất này, để xong nâng cấp chuồng này. Bao nhiêu game cho đủ đây? Tốn kém mà. Mở thêm được hai khu đất này nữa thì mình lại có rất là nhiều chỗ để xây thêm các môi trường sống. Rồi mình sẽ thay thêm cái này. Ok, ấn nhầm. Tiếp tục này anh em. Rồi 5.000 này, mình sẽ cho hết những cái này, nó bỏ hết cái này đi. Đã xong. Chưa xong. Còn một đống nữa cơ. Được rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại và để xem tình hình là đến đâu rồi. Giờ còn hình như hơi sớm để anh em có thể vào đua. 37 rồi đấy. Vẫn như thế. Vẫn cần là 21 trận nữa. Mình sẽ đợi khoảng 2 tiếng nữa, mình vào mình đánh thêm 6 trận nữa này. Trong thời gian đấy có thể là sẽ có anh em nào làm trước luôn. Và rồi thì chúng ta sẽ kết tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Dragon City. Bye bye.